thấy việc thế hao mòn lờ lùng, khuyên đạo đầm nay cũng nên nghe. Dám đâu cô tiếng bài khoe, chỉ thương nhau bảo lắng nghe chút tình. Bởi cùng một cõi lành trong đạo, nên có lời khuyên cáo cho nhau, để cho bớt nỗi máu đào, để sau cùng được bước vào đài sen. Thừa đêm vắng lời quen đã rót, hỡi đảo đồng lừa lọc để vào. Đây là dòng nói khuyên nhau, muốn cho trên dưới một màu từ bi. Lời văn tắc nên ghi tim phổi, để ra về sửa đổi chút nào. Thương nhau muốn được thêm cao, khỏi ngày đọa lạc khói vào hố sâu. Hỡi đồng đạo ngồi lâu chớ nề, nghe những lời kinh kệ sĩ hiền. Khuyên nhau đâu có vì tiền, nhắc nhau vì bởi lòng thiền đấy thôi. Muốn cho đó có ngôi có vị, được sống còn phi chi ước ao. Sĩ thanh văn tắc lời rao, anh em đồng đạo cùng nhau ra về. Đêm rằm nhân lễ khánh thành ngôi Tây An cổ tự ở thôn Long Kiến. Quý đáng thay cho tổng đình hoàng, được ngôi tam bảo rất nguy nga. Cổ kim xét nghiệm đà hy hữu, mong mọi từ đây đường khí hoàng. Rồng mang cây rắn kia lại đến, năm cũ tàn năm mới bước sang. Kiếp người theo cái thời gian, trẻ rồi già cái thân tàn như hoa. Người phải biết lo xa mới được, ráng dung trồng cõi phước mà nhờ. Nước nhà rối tở vò tơ, chữ tu đồng đạo vội ngơ ngẩn lầm. Tiên Phật rất não nằm xa lệ, thấy chúng sanh bê trễ tu hành. Hiện nay ít kẻ làm lành, mãi lo tiền bạc cạnh tranh tối ngày. Nên thanh sĩ ai hoài chua xót, vịnh từ tâm nôi gốc khuyên dân. Muốn cho đồng đạo xa gần nghe đây rồi, phải định thần xét suy.
đầu với ly mấy khi được gặp, khi gặp rồi phải gấp tu hành. Phật tiên bỏ thế không đành, mà sao người thế nỡ tình ngó lơ. Đã hiểu biết thời cơ thống khổ, sao chẳng tìm phương độ lấy thân. Mãi đeo theo cuộc hồng trần, ngày qua tháng lại mỗi phần đến nơi. Chừng đó dẫu buông lời hối tiếc, thì ăn năn sao kịp bớ người. Nay đây khuyên nhủ trong đời, nghe câu đạo lý hay rời tánh mê. Tu cho được gặp quê long hồi, tu cho tường gốc cội rồng tiên. Bấy lâu phải chịu ăn phiền, gần ngày thoát nạn rồng tiên đấy rồi. Nay chỉ có trao dồi đức hành, để Phật trời cứu cánh đấy thôi. Dân ôi kìa hỡi dân ôi, lời đây khuyên đó vô hồi bi ai. Muốn cho kẻ đời nay tình ngộ, chẳng quan chi lao khổ đời mình. Mong sao trên dưới thuận tình, dẹp đi thù ghét khỏi sinh máu đào. Đây chẳng dám lời nào ngụy biện, lấy lòng ngài có khuyên người tu. Mong sao dứt được ngục tù, ước đời thoát khỏi sương mù ban mai. Để được thấy sáng khai ánh nguyệt, khỏi phải còn mờ mịt như xưa. Từ đây tật sâu nên chừa thoái, tà ráng tránh cho vừa thần tiên. Hỡi đồng đạo lặng yên nghe kỳ, rồi in sâu tâm trí của mình. Bởi đời nay quá mỏng manh, gần ngày tiêu diệt người lành ráng lo. Mặc dầu phải gai go trách trở, những tấm lòng gắn bó đừng rơi. Tin rằng có Phật có trời, lúc nào cũng dẫn độ người hiền lương. Chỉ những kẻ theo đường tà quỷ, khó mong gì thoát lưới tàu công. Ngày kia phải chịu nấu nằm, kìa tai nọ ách đi vô cùng thiết tha. Nay phải ráng di đà thường niệm, và luôn luôn hành kiên giữ gìn. Làm cho được sạch được thanh, ngày kia mới đặng mây lành phủ che. Nay phải chịu khắc khe với thế, bởi cuộc cờ xỏ rê biết sao.
miệng mình hiền đức đeo vào ắt là sẽ được thiên tàu đỡ nâng. Hỡi đồng đạo thôn lân lân nhỏ, từ nay đây xét rõ dữ lành, làm hiền sẽ được yên bình, tao hung ác phải muôn nghìn lao đao. Phật tiên phải lăn vào cõi tục, bởi thấy đời việc phúc thả trôi, mãi cam chịu nổi luân hồi ngàn muôn kiếp, phải dập dồi tự sanh, nên tiền có ứng thân khắp chầu. Khuyên nhủ người lớn nhỏ tính lầm, anh em nam nữ đau đầm, khi nghe rồi phải để lòng làm theo, mới thoát khỏi nạn eo sắp tới, được nhìn xem thế giới tranh hùng. Nàng tay xét gầm khó cùng, nếu người chẳng tưởng việc công của trời, ý lại vào kim thời văn vật, vội quên đi tiếng Phật chẳng cần, tưởng là theo cái tiền trần hướng đầy lạc thú khỏe thân lắm rồi, đâu còn biết luân hồi là khổ, quên linh hồn ẩn chỗ xác thân, chừng khi tan ra quyền trần linh quán kia phải muôn phần đọa xa. Hỡi đồng đạo trẻ già nam nữ, phải từ đây gìn giữ tâm hiền, mặc dù gặp lắm trung chuyên, với lòng cũng vẫn làm hiền đấy thôi, để tránh khỏi tay trời ách nước, có nhờ ơn trên trước chở che. Bởi đời mong tờ màn thế, anh em sao mãi say mê cuộc đời, phải tu tình gặp người thượng cổ, được xem coi những chỗ nhiễm màu. Nay khuyên chớ tưởng rằng lâu việc đời, mai tối ai hầu biết chăng, tu gặp những khó khăn trắc trở, mà ta không than thở mới tài. Trên đường đâu cũng có gai, nhưng lòng cương quyết chớ nài bơ dân. Khuyên hãy rang bổn ân gìn vẹn, đến ngày kia khỏi thẹn Phật trời. Dân ơi kìa hỡi dân ơi, tu hành phải ráng nhớ lời Phật tiên. Một là phải đền ơn đất nước, hai nên lo cõi phước gia đình. Ba là tưởng Phật màu linh sớm hôm sùng ngưỡng không tình lãng sao. Bốn nên nhớ đồng bào nhân loại, đã bao phen nhờ nhõi nhau nhiều,
ngày nay viết nghĩa nâng niu để hậu đền trả ít nhiều bớ dân. Nếu vẹn bốn điều ân đã kể thì được gần chín bể dễ dàng. Ngày nay dù phải gian nan ấy là quả phước phải mang bớ người. Miệng cho được nhớ lời Phật dạy, mở lòng nhân hà hãy giúp nhau. Không còn ô nhiễm trần lao, lại càng việc nghĩa sửa trao thêm hoài. Đến chung cuộc gặp ngày vui đẹp, có mây lành thái dép đỡ chân, hoặc là được có châu trân trị bao thủy quả muôn phần ứng linh. Thường cho kẻ vẹn mình đạo Phật, ban những người chân chất lương hiền. Thương cho những kẻ tham tiền tạo nhiều tội ác liên miên khổ sầu. Khuyên đồng đạo cần âu việc đạo, nên giữ điều ngay thảo chớ rời. Trên đầu tinh có Phật trời, lòng luôn trao sữa cho đời thanh cao. Mấy khi gặp trần lao thay đổi, lập đời tân nhiều nỗi lạ lùng. Muốn người được thấy ngọc trung, để xem cho biết anh hùng vang danh. Muốn người rõ hương lành rừng thầm, bay khắp trời càng ngắm càng thơm. Nay giàu tung thiếu tiền cơm, với lòng cung dân để ôm chữ từ. Luôn luôn nhớ tiêu trừ tham ô, phải tìm phương tịnh độ tu hành. Vì đà sau chữ để tình, ngày kia sẽ được khỏi mình trong gai. Sự khổ não ngày nay cũng lâm, nhưng có nơi còn đặng an thư. Sợ e gặp loạn gia cư, thấy đều bỏ trong người người vắng quen. Nại khuyên chúng không nghe lại dần, nhưng nghĩ vì bổn phận phải làm. Muốn đời nhập thánh siêu phàm, mà trong thế sự còn ham việc trần. Có mấy kẻ xa lần tội ác, để tìm phương giải thoát từ đây. Anh em tin tưởng đức thầy, dựng trên thượng đế xuống nay cõi trần. Chúng ta được hữu phần tinh ngộ, thời sớm toan rứt bỏ trần ai. Có về nơi cảnh bồng lai yên nhàn, hôm sớm liễu mây bản tình. Đâu còn phải trói mình bể tục, chịu mọi điều khổ nhục tháng ngày.
anh em đồng đạo gái trai hữu tâm đi đến đêm nay rất nhiều. Nghe rồi phải mấy chiều sửa già, đừng để cho xa ngã từ đây. Ngày kia mới đặng sum dày dưới mình đẹp đẽ trên thầy vui tươi. Này chớ có buồn lời đạo cả, vì mấy khi gặp mở trường lành. Ai cần chuyên chú học hành đến ngày thi cử đặt mình bậc cao. Khi bè quê xiết bao khoái lạc, danh hiền kia ghi tạc bán vàng. Đạo đồng chớ quá lời than, từ đây nên nhủ sắc gan đến cùng. Chẳng hề có bưởi bầm thay đổi, vẫn được trao chung thị một lòng. Ngày kia được thỏa giả mong, gặp thầy gặp chúa vô cùng đẹp xinh. Long qua hội mối manh tại đò, sông bởi trong lớn nhỏ chẳng tìm. Thế nên không rõ cổ kim, để tâm kia mãi im liềm lặng lơ. Khi biết được quyền cơ màu nhiệm, thì luôn luôn tin tiến một đường. Kiếp ngài biến cải tan thương, để mà chầu Đức Phật vương non thần. Hỡi đồng đạo ân cần tu tình, phải nói làm chân chính mới là. Chớ nên tiếc của tham nhà, đừng đeo danh lời gây ra tội tình. Phải cương quyết hy sinh nhất thế, giúp cho người rách rưới mồ côi. Lòng nhân cứ mãi dung bồi, bảo sao chẳng được đứng ngồi tòa sen. Còn già mãi ô quen kêu bằng, cứ lo cho thân phận ấm lành. Không hề thương kẻ nhọc nhằn, chẳng đem giúp đỡ nhân sanh một tiền. Đến ngày thác điền viên cũng bò, tội tình kia hồn đó phải mang. Chi bằng nay sớm lo toan, ngày kia sẽ được vẻ vang trăm bề. Thương nhau mới vỗ về cản kỳ, muốn cho nhau gắn chí tu luôn. Vì đây là một lớp tuồng, có trung có nịnh vui buồn trộn pha. Nên có cuộc nồi da xáo thịt, lại phải còn kẻ chích người chăm. Càng suy gan ruột héo bầm, gọi kêu đồng đạo tình tâm tu cần. Chữ tu ấy trao thân sửa nết, nguyện một lòng đến chết không thôi. Dẫu cho sông dập gió dồi, tâm kia cứ giữ một lời sơn minh.
như vậy ác cảm trên chư Phật. Ngài nguy nàng kịp bước hộ trì nhược bằng dẫn chúng mê ly ở trong tràn mộng đau nghỉ vội quên. Khi gặp phải đạn tên ách biên vải gian nào được chuyện linh màu. Bây giờ khuyên hãy khấn cầu sớm hôm phải ráng dập đầu dây gian. Hỡi đồng đạo xóm làng lân ấp, từ nay đây gấp gấp sửa mình. Bởi đời khác thể chỉ mạnh, cho nên thánh sĩ không đành làm thinh. Khiến phải tỏ chút tình mến đạo, để cho người sóc sao tu cần. Ngày kia gặp hội phong thần, được xem phép nhiệm muôn phần hay ho. Nay cần mẫn toan lo sớm tôi, kẻo phải thân lạc lối bớ người. Lòng kia khuyên chớ để rời, bao nhiêu ngọc quý ở trong đời tại đây. Tu khác thể cấy cài ruộng rầy, sốt sẵn thời lúa ấy dồi dào. Nhược bằng biến nhát chẳng trao, thì ngày kia ắt lúa vào ít ỏi. Thương nhau phải rạch rồi bài biên, mong mỗi người tinh luyện ân cần. Trên không thẹn với Phật thần, dưới làm cho cả muôn dân đẹp lòng. Lời dịu ngọt như ngân chậm rài, khiến cho người nghe lấy được rành. Không vì cái giọng rất thanh, mà là muốn kẻ xét tình thiệt hơn. Nếu ngài chẳng ghi xương khắc cốt, còn giải tà hay lột hay buông. Đây không có phải thơ tuồng, mà là tiếng kể náo buồn khuyến dân. Bởi sợ kẻ xa lần bồn thiền, nên kêu gào tiếng đến xa gần. Anh em đồng đạo định thần, để mà nghe rõ một lần thử coi. Đây quyết chi để nói gương Phật, chẳng màng chỉ khổ cực kiếp này. Miệng làm được vẹn lời thầy, thêm gây lợi ích muôn loài đây thôi. Sống ít kẻ nhớ lời khuyên bảo, tưởng chừng như nói láo gạt người. Nào đâu có rõ mạng trời từ bi, khiến kẻ đem lời dạy dân. Nào tiên Phật thánh thần bốn phía, cùng rập nhau tiếp kế lâm phàm. Hoặc là ở Bắc ở Nam, Đông Tây cùng có đắng làm Phật ngôn. Kêu gọi kẻ tính hồn tình trí, nhắc nhở người xưa cái việc làm.
bỏ đi những tánh tham lam, rèn cho được chữ tự nhân trong lòng, mới khỏi phải dấn thân cảnh khôn. Bởi đời nay sắp đến tận tiêu, mấy năm điền đĩa điều hiểu dân gian thưa thớt đã nhiều thấy chưa. Nhưng còn lắm ngẩn ngơ thêm nữa, vì Bắc Trung nước lửa chưa ngân, miền Nam e sợ hòa tầng, lại còn nổi loạn muôn phần gớm ghê. Tranh mạnh yếu thảm thế thế thảm, dành đĩa điền u ám ám u. Bây giờ chỉ có thật tu, thương nhau như một thì cù quá lòng. Hỡi đồng đạo để lòng xét nghiệm, rồi tự mình soi kim lẻ màu. Phần này dám gạt ai đâu, thừa ân tiên Phật một câu khuyên đời. Kẻ gần gũi nhiều ngày lần la, tưởng rằng mang xác giả như người, hay đâu tâm được chói ngời, để chờ có dịp cứu đời qua chuông. Nay vẫn bị chưa xuống phải ẩn, đợi chờ ngày phong dẫn đến nơi. Thuyền kia ắt phải tách vời, để mà rước khách khỏi nơi bến sầu. Hỡi đồng đạo bấy lâu tu tình, được mấy ai nhập thánh siêu phàm. Bởi vì cõi tục còn ham, tâm trần chẳng dứt chưa khám chứng thành. Nay khuyên nhủ phải canh phải cười, gán ruộng lầm cho cỏ đừng xanh. Nhất tâm gieo hột giống lành, ác là bông trái tốt xinh muôn vàng. Dân bởi sợ tai nạn đưa lại, nên phải tu hoặc bay sớm chiều. Nhược bằng mái khuyên luật điều, đời không tới ít kẻ theo đạo trường. Vì sợ chết phải nương theo Phật, rồi thấy lâu bỏ vất không cần. Dễ đâu khuất lấp mắt thần, thấy đời lợi dụng muôn phần xót đau. Khuyên nhủ phải mau mau thành thật, nên tưởng rằng có Phật có trời. Ngày kia tận thế lập đời, có lâm hoa hội cho người được xem. Có rắn đập tràn lan cắn mồ, có tượng voi hùm hổ nuốt người. Lại còn có sấu lội bơi, dứt dành ăn hại những người dối tu. Lại còn có ám u âm khí, ngài phiên tần gây lấy thiên tai. Lại còn bình hoạn khổ thai, trái bản ôn dịch ai ai cũng sầu. Âm dương phải một bầu sáu trồng, để rồi
phận cánh bổn mới rành. Ai ơi khuyên hãy làm lành đặng mà cứu rỗi gia đình một phen. Thêm nữa khỏi ố quen sự sách, được thôn thô khi phách anh hùng. Lời đây khuyên đó chẳng cùng, bởi lòng tràn ngập thương trong mọi người. Vì xác thịt của tôi đem xe, để chia ra mỗi phía mỗi manh, thì đâu đó được an lành. Với lòng đầy nguyện hy sanh chẳng cần ngắt vì luật công bằng tạo hóa. Tôi ai làm nấy trả hắn hồi, tình thương đây để mà coi. Biết sao thế phúc hộp hôi cõi trần. Dễ đồng đạo có thân phải liều, để đến đời bận biểu không rồi. Bây giờ lớn nhỏ trao dồi, sớm trưa đi đứng nằm ngồi chớ quên. Sao sẽ được lâu bền quốc độ, khỏi gặp ngày tai khổ lâm vào. Hỡi này nhân loại đồng bào, khổ này là khổ chung nhau một lần. Để lập lại thượng quân khắp chung, đặng an cư toại hương đủ đầy. Ngày nay lắm dài ít ngày, kẻ giàu nó ấm người nghèo đói đau. Ít kẻ biết chia nhau để sống, thế cho nên lâm chốn lịch chinh. Vì đây mà sắc thiên đình đổi đời, lập lại công bình cho dân. Khi lập lại cõi trần kỳ chốt, Phật thành tiên nôi xuất ra nhiều. Tùy phương cứu độ sớm chiều, hoặc đem cơ bút hoặc điều thuốc thang. Để được cảm tâm can chư chung, rồi dắt người hành đúng chân truyền. Anh em hãy giữ lòng nguyện tính, rằng trên có hoàng thiên hiểu rành. Kẻ bị hiếp với tình chẳng rung, người được hơn ngắt cũng phải kinh. Ngoài ra còn luật công bình, không tư không vị chúng sanh ráng chừa. Đây khuyên đó đường tơ kẻ tóc, phải cần nên gìn chặt chớ rời. Càng ngày càng khổ dân ơi, ấy do hệ của Phật trời định ra. Theo nhân quả người ta mới có, nên phải đành chịu khổ tứ phương. Bây giờ tính mong hoàng lương, thì là sẽ được an khương thái bình. Lời luận biện vì tình bác ai, tiên nhắn nhẹ bởi lấy lòng thương. Anh em không ngại gió sương, để nghe lời lẽ bài tường sĩ thanh.
thì phải ráng tưởng tin chắc chắn ngày gần đây sẽ đặng gặp Thầy. Trong khi nhân loại đông tây thấy đều ngước mặt bó tay kêu trời, nói chỗ ấy mọi người nên nhớ rồi khỏi e bỏ dở đường tu. Ngày nay ráng giếng ngục mù để cho thần trí khỏi vào chỗ mê, thì sẽ được lòng quê trực đáo rõ nhiệm màu Phật đạo sau này. Nhũ khuyên đậm đạo đến đây giảng đã sắp hết lòng này chưa buồn. Vì chưa buông mới nói thêm khiến cho sân chung nỗi niềm gắn ghi. Trong thấy nhân sanh quá thiết tình với lòng thương xót biết muôn nghìn, không đành dứt hẳn lời khuyên nhủ sóc vòng từ đây tỏ môi mình. Tháng 2 ngày rằm tại ngôi Tây An cổ tự. Thưa quý đồng đạo, lần giảng này cũng như lần giảng rồi đều được đồng đạo trưởng ấu tham thính đông đúc, khiến cho lòng tôi tràn ngập nỗi vui mừng và đau đớn. Tôi vui mừng vì được thấy việc đạo đức còn được nhiều người nhớ tưởng, song phải đau đớn vì sự vắng mặt của Đức Thầy hơi lâu, làm cho có nhiều trường hợp gai ngạnh xảy ra giữa khối tín đồ, làm thành duyên cớ cho kẻ ngoại đạo mỉa mai và một phần người thiếu đức tin đâm ra chán nản mà gần như không còn giữ lấy việc công phu trai giới theo thường lệ. Vì lẽ ấy tôi không ngại sự hiểu biết non kém của mình, đã nhiều lần đứng ra nhắc nhở đạo đức từ vùng này đến vùng khác trong khu vực Phật giáo Hòa Hảo, để cho người đồng đạo sực nhớ lại lời phát nguyện, sự quy y của mình mà chữa trị cái lầm lạc tội lỗi mà chính mình đã gây ra sau ngày Đức Thầy vắng mặt tới giờ, cho không còn tái phạm nữa. Thưa đồng đạo, chúng ta đã đặt chân vào cửa đạo, đã mang danh là một tín đồ nhà Phật, nhất thiết về kinh luật của Phật chúng ta phải học, và trước tiên phải hiểu rõ tam quy ngũ giới, vì đó là một nấc thang đầu của sự hành đạo. Tôi xin lược giảng tam quy ngũ giới như sau. Tam quy: một, quy y Phật; hai, quy y Pháp; ba, quy y Tăng. Đức Phật đã vì quá thương xót nhân loại chúng sanh còn bận trong cõi khổ, nên từ trước đến nay có vô số kiếp Ngài đã phải ra vào cõi ta bà này
cứu vớt vô lượng chúng sanh khỏi bển trầm luân thống khổ. Không có một sự chánh đáng nào mà Phật Ngài không hành. Không có một cái phương tiện nào mà Phật Ngài không dụng. Và không có một việc đau khổ nào mà Phật Ngài không chịu được. Chỉ vì sự quá độ chúng sanh vậy thôi. Cái đức độ từ bi của Phật thật không chỗ cùng tột. Ngài từng hy sinh mọi sự nhu cầu cần thiết có quan hệ đến tánh mạng của Ngài cho chúng sanh. Ngài tự phải nén lòng trốn xa cha già trong khi hiu quạnh, lìa bỏ con vợ đương độ thơ ngây. Địa vị vua chúa đối với Ngài không màng, lầu son gác tía đối với Ngài không luyến, mà hết cả trân phẩm báo vật mỹ nữ cung nga, mọi sự dục lạc thường tình đối với Ngài chẳng hề cảm nhiễm. Chỉ quyết lòng đi tìm kiếm cho kỳ được chánh đạo nhiệm màu, trước độ mình thoát khổ, sau cứu vớt chúng sanh khỏi nẻo sanh tử bệnh tật. Quả nhiên sau 6 năm tham thiền khổ hạnh, Ngài chứng quả Như Lai. Từ đó Ngài trụ thế dạy dỗ chúng sanh suốt 49 năm trời, độ được vô số chúng sanh đắc đạo. Và Ngài cũng độ cho vua cha và vợ con của Ngài với tất cả quyến thuộc thân thích, đa số được thành tựu viên mãn. Tuy nhiên từ lòng từ bi của Phật, Ngài chưa lấy làm thỏa mãn. Ngài nguyện cho đến khi nào không còn một chúng sanh chịu khổ nơi cõi ta bà thì Ngài mới vui nhập niết bàn. Như vậy đủ tỏ cho chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật không lúc nào bỏ quên chúng ta, mà vẫn thương yêu chúng ta như mẹ đối với con, hằng muốn cho chúng ta được an vui lâu dài, chứ chẳng hề muốn trông thấy chúng ta đau khổ. Đối với tâm đức cử chỉ của Phật như đã kể lược nơi trên, khiến cho lòng chúng ta không xiết cảm động và kính phục, mà tâm thành nương về nơi Đức Phật, trước nhờ sự cứu vớt của Ngài, sau soi lấy tấm gương đại từ bi đại hùng lực đó để trao dồi cho chúng ta trong một ngày gần đây hoàn toàn trở nên một người đầy đủ giác ngộ đạo lý, đáng được hầu hạ dưới chân Đức Phật. Như thế gọi là quy y Phật. Song chúng ta không chỉ nương về Đức Phật bằng cách kính phục hoặc làm theo một ít việc đại khái của Phật quá suôn sẻ dễ được, mà là chúng ta phải gia tâm cứu xét kinh nghĩa luật luận của Phật một cách tường tận, rồi tuần tự hành theo từ khoảng một cho hợp với trình độ hoàn cảnh của mình, mới dẫn nhập đến chỗ cực tinh cực diệu của đạo Phật được. Vì các giáo pháp đã có trong đạo Phật bấy lâu, đó là do Đức Phật lúc tại tiền thuyết ra. Sau khi Ngài tịch rồi, các chư vị đại đệ tử của Ngài mới cu họp nhau lại mà biên lục thành tập gồm có 3 tạng: kinh, luật, luận. Trong đó Phật có phân tách rành rẽ từ việc một của cả vũ trụ vạn hữu cho các chúng sanh hiểu thấy đâu là nhân duyên hợp thành, đâu là nghiệp quả kết hiện một cách tỉ mỉ rõ rệt, để cho chúng sanh đầy đủ đức tin mà cả quyết được sự giải thoát của mình. Kinh pháp như là một ngọn đuốc, một cây thước, nó có sức làm ngay được vật, làm soi sáng được lối đi. Kẻ tu hành không thể không lấy nó làm ni tất được, mà nhất định phải có hơn nữa chúng ta cung kính và nương về nơi kinh pháp, vì kinh pháp đó do Phật thuyết ra. Như vậy gọi là quy y pháp.
đối với các vị tăng đã được Phật truyền phó y pháp hoặc đạo đức uyên thâm, tu hành chân chánh, từng hy sanh cứu thế độ nhân, không quản đến sự khổ sở, chẳng núng trước cảnh sang trọng, hằng giữ gìn tinh nghiêm giới luật. Trong lúc chưa gặp Đức Phật, chúng ta phải nương về các vị này để trông nhờ sự dạy dỗ, không dám giải đãi hoặc khinh lờn, vẫn một lòng chăm lấy sự đạo đức do các vị dạy cho mà làm theo. Cũng như trường hợp của chúng ta đối với Đức Thầy hiện giờ vậy, tuy không có y pháp cụ chứng, nhưng được Phật sắc truyền giao, như vậy gọi là quy y tăng. Ngũ giới: một, sát sanh; hai, đạo tặc; ba, tà dâm; bốn, vọng ngữ; năm, ẩm tửu. Những khi rượt bắt con vật để làm thịt, ta sẽ thấy nó chạy trốn một cách thương hại. Nó sợ chết và muốn sống như ta, ta há nở lòng giết nó một cách vô cớ được ư? Trong khi ta chưa trì trai được, vì lẽ lúc này ta còn phải làm việc sóc vác theo khuôn khổ của đạo nhân nhiều hơn, thành thử buộc ta dùng một ít cá thịt vừa với sự nhu cầu để giúp cho sức khỏe của ta được có nhiều để làm cho công việc khỏi bị chậm chạp vậy thôi. Chứ ta không vì lấy miếng ăn làm thú vị, rồi đây ta sẽ lần lượt từ chỗ tâm chay tiến đến thực chay một cách trọn vẹn. Nếu trình độ và hoàn cảnh của ta cho phép ta đến đó, đối với loài vật cũng như loài người, lúc nào ta cũng phải xem xét từ cái tích tắc trong việc làm của ta, không để phải hại đến mạng sống của nó. Và ta không nuôi ý muốn giết hoặc là vui thấy hay nghe cho kẻ khác giết nó một cách vô cớ. Lại ta cũng không nên nuông chiều cái khẩu dục sát hại loài vật một cách quá đáng hơn sự nhu cầu thường lệ của ta. Như vậy gọi là giới sát sanh. Phải làm lấy việc để cung vào sự sống, phải có sanh kế để nuôi dưỡng xác thân. Xong, trước khi làm những việc này, ta phải kiểm soát lại nhiều lần, thấy rằng chân chánh rồi sẽ thi thiết sao. Giàu có không được bê tha xa xí cho phải nghèo, cũng như người nghèo chẳng được dựa vào chỗ thiếu hụt, chẳng chịu nỗ lực làm ăn, lại sanh ra biến lận trộm cướp của người về nuôi sống cho mình, mà quên rằng kẻ đã làm ra được của ấy, họ đã đổ ra biết bao nhiêu mồ hôi công khó mới tạo ra. Nay ta lấy của họ, ta sung sướng, họ đau khổ, mà họ là đồng bào ta, không thì cũng loài người, vẫn muốn sung sướng sợ đau khổ. Và biết tiếc như ta thì lẽ phải ta nên giúp họ nhiều hơn, chứ lòng ta đâu vui xài của họ bằng cách gian tặc như vậy được. Tóm lại, bất luận sự vật nào, nếu không phải của ta thì nhất định không được lấy, và ta cũng không xúi cho kẻ khác lấy. Ví dầu thiếu món đó mà phải chết đi nữa, thà là ta chịu chết chứ không đành làm việc phi nghĩa có hại cho đạo đức của ta và người khác. Như vậy gọi là giới đạo tặc. Sắc đẹp là món ưa thích nhất của cả một thế giới loài người. Trái lại, nó cũng chẳng kém gì hầm lửa, biển sống hay giết được người dễ dàng. Kẻ tu hành phải tránh nó, đừng đợi nó tránh mình. Thắng được nó là một việc rất khó, song không phải là không thắng được, mà hễ khi thắng được nó rồi
sẽ nhẹ được nửa phần chướng ngại của sự tu học. Cho nên sắc đẹp đối với người tu hành nào cũng cần phải thắng phục được nó. Đừng để nó sai khiến lại mình. Dù nam nữ cũng vậy, đều phải chú trọng lẽ trinh chánh làm gốc, sẽ coi nó là việc quan hệ đến đời sống hiện hữu và tương lai của mình rất nhiều, mà hết sức bảo vệ cho trong sạch. Kẻ thắng được sắc đẹp là hạnh phúc, bại vì sắc đẹp là khổ nhục vậy. Cả đến sự nằm ngồi đi đứng nghe thấy nghĩ tưởng có thể phạm tội dâm được. Nếu trong lúc đó nơi mình có chỗ quấy, mà điều này bề trái của nó rất dễ phạm tội dâm vì nó không hình và rất hại cho trí tưởng phải mờ ám điên đảo. Cho nên luật đạo răng ta không nên dè dặn vợ con người, phải giữ sự trinh chánh cho ta và cho kẻ khác để tránh khỏi cái nhân quả hỗn loạn của ngày mai. Việc này dù phải nát thay cũng gắng làm cho được mới đạt đến quả phẩm siêu việt của đạo Phật. Như vậy gọi là giới tà dâm. Cái lỗ miệng là một tay trong tam tai. Việc nói láo là một tội ác trong bốn tội ác của lỗ miệng. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Việc đủ cho rằng thiếu, việc thiếu cho rằng đủ. Đặt điều kiếm chuyện làm cho giữa người này, người khác hiểu lầm nhau, giao kết hứa hẹn ngày kia đổi ra ngày nọ, và trước tụng đình không biết bao nhiêu sự đôi chối lẫn nhau, đến nỗi phải thề thốt đủ lẽ, giai do một phần lớn của sự nói láo mà ra. Lời nói của mình thường được kẻ khác tín nhiệm, danh giá của mình đã làm cho người kính nể, mà chỉ vì một việc nói láo là cũng đủ làm hư hại hết cả. Mà khi đã bị hư hại thì khó mà thu hồi như cũ được. Cho nên kẻ ở trong đạo đã hiểu lấy cái vọng ngữ là một cái hại cho sự tin tưởng, sự thân ái, sự hòa nhất giữa nhau, và cũng là một cái nhân không chánh đáng cho mình, mà lúc nào cũng nhắm vào sự thật để mà nói năng hứa hẹn và tường thuật với kẻ khác, tránh tất cả chuyện mơ hồ, sai xiển, dối mị trong việc nói. Dù hạng nào cũng vẫn giữ như thế. Như vậy gọi là giới vọng ngữ. Kẻ thù của trí não là rượu. Nói nhây nhưa nhầm lẫn, thấy chán ván mù lòa, thần trí dễ bị hỗn loạn điên đảo là kết quả của bệnh rượu vậy. Rượu khiến cho người gây nên tội sát nhân, tội tà dâm, tội phạm thượng, tội cướp bóc và tội hay đánh vợ mắng con, gây ó chửi rủa kẻ hàng xóm và đến phải nằm bờ ngã bụi la liệt đầu đường xó chợ, không còn biết nhục nhã xấu xa. Rượu dẫn người đến chỗ tù tội xấu hổ khôn cùng. Kẻ tu hành đạo đức phải cự tuyệt nó, không hề dùng đến một nhỏ, chỉ trừ khi bệnh do lương y dạy cho mới được dùng. Khi khỏi bệnh rồi thì thôi. Để bảo vệ trí não được bình dị sáng suốt, hầu tránh được mọi sự thấy biết sai lầm có tai hại cho mình và cho kẻ khác. Tóm tắt, rượu là một thứ có tánh nóng cực đoan. Nó hay làm hư hại trí óc của ta, dễ dắt ta đến chỗ tội ác tình tệ, và cũng làm trở ngại đức hạnh của ta chẳng nhỏ. Nên ta tự quyết không uống rượu và cũng không bao giờ ước ao nghĩ tưởng đến nó nữa. Như vậy gọi là giới ẩm tửu. Tóm lược, tam quy ngũ giới dạy cho ta phải nương về Đức Phật, chăm học pháp giáo của Phật và hướng theo các vị tăng sư chân chánh để mà tu tập. Ngoài ra ta phải tránh hẳn sự giết chóc, trộm cướp, dâm loạn, láo khoét, chè rượu, đổi lại lòng nhân ái, bố thí, lễ độ, chân thật,
sáng suốt và bồi dưỡng cội nguồn phước huệ cho ngày càng được phổ cập rộng ra khắp cả mọi người, thì sẽ nắm lấy được cái hiệu quả nơi cõi chí thiện được. Thưa quý đồng đạo, còn có cái phúc nào hơn được cái phúc chúng ta sắp chết trong cõi hạ nguyên mà được Đức Thầy ra tay cứu vớt? Tuy trót 7 năm trường Đức Thầy vắng mặt, song không phải là tuyệt vọng, mà là có một ngày gần đây Đức Thầy sẽ trở về. Và hiện giờ sám giảng vẫn còn sờ sờ tại nhà của mỗi chúng ta, ấy là phương dược rất màu để cứu sống chúng ta đến ngày kết cuộc. Chúng ta không để cho vật chất lôi cuốn, tiền bạc cám dỗ, sắc đẹp mê hoặc, hay một sức mạnh của danh vị nào trên đời này quyến rũ lòng chúng ta được. Chúng ta phải khắc phục được mọi lẽ ấy bằng cách tự giác lẽ dinh hư tiêu trưởng của trường đời một cách hẳn hoài, để tiến đến chỗ cao siêu của đạo đức. Có thế chúng ta mới tránh được sự hối tiếc của ngày mai vì tội lỗi mà hái lấy cái quả rất thê thảm, dở dang cho đời mình. Hồi 10 giờ 50 phút tại Tây An Cổ Tự, nhân ngày vía Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Tháng hai thường lệ đến ngày rằm, vía Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Nam nữ đồng tâm lay cổ tự, nguyện cầu thế giới sớm bình an. Nhắc tới đạo khiến lòng chua xót, tiếc sanh linh từ giọt máu đào. Muốn cho không bị mòn hao, nhưng ôi dòng máu cứ trào chưa ngưng. Đêm ngồi nhớ rừng rừng nước mắt, ngày nghỉ ra ruột thắt gan bào. Muốn cho đồng đạo cùng nhau, dưới trên đều được dội trao tâm hiền. Nhưng lắm kẻ tham tiền tham bạc, chẳng kể chi sông thác đồng bào. Đến đây khuyên nhủ cùng nhau, từ nay xin hãy nêu cao tất lòng. Hãy tu tịnh sạch trong chân chánh, nên dồi mài tâm tánh thẳng ngay. Cuộc cỡ dời giác đổi thay, tuần đời càng siết tới hoài không thôi. E cho kẻ bạc vôi rồng răng, khó mong gì sống đặng đến cùng. Tuy là nay quá hào hùng, luật trời khi đến vậy dùng khó thay. Cất tiếng gọi gái trai đồng đạo, tưởng đức thầy trí não dồi mài. Đường xa chớ lạc
đừng phải gánh gồng dầu mỏi chớ lai tấm lòng. Phải gắng chi mới hồng thấy đạo, nên thiệt tình rõ bao năm non. Phải gìn trọn nghĩa tôi con, dầu rằng lao lý chứ mòn chớ lời. Cuộc thay đổi cùng nơi khắp chốn, đâu cùng đều hỗn độn như mình. Ngày kia nhờ có ngọc đình ra tay màu nhiệm để bình nhân gian. Nay khuyên chớ sầu than lắm nỗi, phải thiệt hành diện mối kể kinh. Mặc dầu lao ly đến mình khuyên, nên giữ lấy bạch trinh tất lòng. Tu thời phải có công có đức, cả hai đều gắng sức mà làm. Tâm quy ngụ giới phải kham, ba diện năm mối ráng làm chớ quên. Mong đồng đạo được nên tiên Phật, đến ngày cùng rõ biết cơ quyền. Nay còn chờ cuộc biến thiên, để xem nhân loại ngựa nghiêng thế nào. Tài của chúng hùng hào cho mây, vui có trời xét thấy dễ không. Ngày kia nhân loại đại đồng, tưởng chừng như thể ở trong lửa lò. Quả ấy thật rất to bơ chung, cần trao dồi ác cũng tránh xa. Hỡi này đồng đạo trẻ già, sự đời càng mãi diễn ra tai nạn. Bởi những loại tham gian thay qua, mãi giành nhau cơm ca giết nhau. Đến chừng nhân loại đồng bào, thấy đều thương mến cùng nhau một nhà. Vậy mới khỏi căn qua khỏi lửa, được tranh ngày nghiêng ngửa đau binh. Nay còn sao xin chân tình, kẻ hiền người giữ muôn nghìn lao lung. Hỡi đồng đạo thì chung như nhất, để trao dồi đạo đức vẹn tròn. Dầu cho biển cạn núi mòn, với lòng mình vẫn sắc son một màu. Vậy mới được đạo cao đức cả, vậy mới rằng vị quá thơm tho. Bây giờ hãy ráng lần dò, tìm quá cho được chuyến đò từ bi. Đời lao khổ bởi khi tận diệt, đạo lu mờ vì mất thiện căn. Lắm người buổi trước sung săn, sao rồi lãng trí không bằng khi xưa. Nay đồng đạo sớm trưa gắn gồ,
nên thành lầm Phật độ chẳng xa. Cuộc đời nhiều nỗi thiết tha, với lòng phải ráng hiền hòa bơ dân. Thương nhau phải lắm lần khuyên dứt, muốn cho nhau cùng bực sau này. Cũng đồng gặp Phật gặp Thầy, cũng đồng giữ hội rồng mây non đài. Đâu nỡ để nhân loại thống khổ, há đành vui những chỗ điêu linh. Nên đây khuyên nhủ tận tình, anh em đồng đạo ráng gìn chớ buông. Khuyên gắn chỉ qua truông vượt ấy, để gặp kỳ tương bái đàn đăng. Tuy là tình trạng khó khăn, ơn trên cùng đã bùa giăng lưới màu. Tội với phước hai đầu đỉnh rò, giữ hay lành đã có phân minh. Chỉ còn chờ sách ngọc đình ra oai, thì mới được bình thế gian. Nay khắp xóm cùng làng dưới thế, có Phật tiên bài kế đã rồi. Thuốc men hoặc giúp bằng lời, gọi kêu chứ chúng biết đời hạ ngoan. Kẻ hữu chi xác thân chẳng kể, quyết trao dồi kinh kể được tròn. Dầu cho ốm yếu gậy mòn, dầu cho tai nạn lòng sống một màu, kẻ ngu dại được trao tâm tanh. Đến ngày kia nhập thánh siêu phàm, mà những người quỷ quyệt khôn ngoan ấy, mình tài cán chẳng toán tu trì. Sao trở lại ngu si dại dột, lại còn e chẳng được sống còn. Cuộc đời nhiều nỗi thoáng vốn, anh em đồng đạo ráng bòn phước duyên. Tu cho rạng con tiên cháu Phật, tu cho thêm non nước rỡ màu. Một phen nước mạnh dâng vào, cũng nhờ trên có thiên tàu giúp tay. Muốn cả thảy ai ai cũng được, nhờ ơn trên ban phước ít nhiều. Ngày nay giữ lấy quy điều, gia công lại lục sớm chiều chớ quên. Tu phải được vững bền tâm chi, ngọc mài lâu ngọc ấy mới tinh. Mặc dầu hiền hậu lấy mình, không làm việc phước chân tình cũng tu. Khuyên người hãy cần tu cho chông, bởi cuộc đời đã mong lắm rồi. Đời ơi kia hỡi đời ơi, vì đâu mà phải có lời giải khuyên. Bởi muôn kẻ thoát miệng lao khổ, bởi cuộc đời sắp đổ cũng gần.
muốn sao cho được toàn thân, muốn sao cho khỏi chịu phần nát tan. Nên đây phải kêu vang từ chập, muốn cho người tu tập tháng ngày. Từ đây đầm đạo gáy trai, những ngày sóc dầm vạn lai chùa này. Để nghe vạn nhớ thầy nhớ đạo, để trao dồi ngay thảo ý mình. Bởi vì thế cuộc linh đinh, nay vậy mai khác, chưa bệnh chưa yên, sợ đầm đạo vì tiền vì bạc. Để lương tâm phải lạc lu mờ, nên đây phải dùng kể cơ. Khuyên người gắn bó hằng giờ, chớ phải hỡi đầm đạo gái trai già trẻ. Đi đến đây lặng lẽ để nghe, nghe rồi khuyên hãy e dè, tránh điều tội ác mới là thiệt tu. Nay cuộc thế dân đâu cũng loạn, nhờ Phật trời ngài ráng chở che, để cho dân chung khỏi mê, lại còn được chống quay về bồng lai. Đến đó mới an cư bình thản, khỏi vương điều tai nạn hãy hùng. Đạo đồng khuyên hãy giữ lòng, đừng cho ma quỷ đèo bồng nhiều nhương. Tâm với trí thường thường mài miệt, đức cùng ân cần thiết có làm, một khi đạo lý dình kham. Thiên cơ sẽ rõ bắc nam sẽ tường, muốn cho kẻ hiền lương chân chất. Ấy là điều chư Phật mong chờ, đạo đồng khuyên chớ ngẩn ngơ, có ngày sẽ được hết mờ hết luôn. Nay phải ráng cần ân việc phải, nên lo làm chớ nại nhọc nhằn. Như xưa tam tạng đường tăng, gian lao biết mấy mới thành Phật đài. Tu sung sướng khó thay cho thế, tu nhọc nhằn ngọc bể mới gần. Nay chưa đến việc quả tầng, mà trong ba tánh lùi lần chữ tu. Khuyên hãy ráng dầm cầu trên trước, sớm mau đem việc phước rải ban, khiến người mình thịt quá vàng. Trong nơi tà mị mới an bớ trần, lời khuyên nhủ đạo đồng dừng chi. Từ nay đây đạo lý dồi mài, ngày kia mới được gặp thầy, lại còn chứng quả non đài xoay sang. Nay tài tửu Tây An cổ tử, cùng nhau nghe từ chữ từ câu. Ra về hãy để nhớ lâu, đặng mà tráo trĩa đau màu nơi tâm. Mong cho kẻ ngọc lâm bước tới, muộn sao người đại hội được gần. Nay đây mài miệt
tâm thần quyên đừng uể oải bớ dân thời này. Như Đức Phật Đức Thầy xuống thế, bởi thương đời bế trễ đường tu, sợ Ngài tiêu diệt ám u, mới đem đạo lý dân du phổ truyền. Hỡi đồng đạo não phiền hãy dứt, điều tham sân nên diệt cho cần. Ngày kia mới được an thân, là ngày gặp Phật gặp thần vui tươi. Lời khuyên nhủ mọi người gắn bó, tiên giảng khuyên cho đôi vui lòng. Đến đây chào hết đạo đồng, giảng cỡ đã dứt thông dông ra về. Rèn lòng thương hết sanh linh, học theo gương Phật quên mình cứu dân. Quan chỉ gầy ôm xác thân, miền cho đạo lý búa gần đến xa. Khiến cho trên thuận dưới hòa, cùng trao lấy một sách già đây thôi. Gác qua tất cả việc tôi, để làm dân sự đứng ngồi được an. Nay đành cất một lời than, than đời không chúa như toàn chảy khơi. Biết đâu gốc biển chân trời, trong cơn tân thối giữa vời lượng nan. Lại là cùng phải thở than, lúc này thầy lấy xa ngàn ở đâu. Trong cơn gió thảm mưa sầu, lắm điều khổ nạn một bầu chiều chung. Từ đây thế cuộc hãy hùng, cầu trên chư Phật nhủ lòng cứu dân. Đức Thầy mau sớm trở chân, dắt diệu bổn đạo thoát lần nạn tai. Hỡi này đồng đạo gây trái, từ đây phải ráng miệt mài chữ tu. Vì thân lao lý mặc dù, với lòng cùng vẫn sự tu vuông tròn. Tu cho rạng vẻ nước non, tu cho nhân loại sống còn mai sau. Tu cho khắp cả đồng bào, thấy đều hương lấy sắc màu thơm tho. Nay đây người phải ráng lo, cuộc đời còn lắm gai go chưa ngừng. Sợ e nhiều cuộc dừng dưng, hết phiền rồi kế quả tầng đạo điên. Lại còn giặc dậy ngoài biên, ở trong nội địa ngựa nghiêng vô cùng. Ấy là tai họa trần trung, ngày giờ tận diệt khó hồng tránh xa. Mọi mong đồng đạo trẻ già, từ đây ráng niệm Di Đà chớ quên.
Đức Thầy vẫn ở một bên, vô hình hữu anh người hiền chớ ly. Nếu mình lòng tưởng từ bi, ắt là sẽ được hứng thì nhiệm sâu. Khuyên nhau trao trìa đạo màu, từ đây phải ráng khấn cầu thêm lên. Phải cần hòa thuận dưới trên, từ Nam chi Bắc hãy bền tâm tu. Đừng cho đạo lý mờ lu, phải cần gìn vẹn một câu tinh thành. Không nên quy tự tham sanh, phải cần liều chết giữ tình hiền lương. Mặc dầu gái gốc bốn phương, với tâm hiền đức Phật đường cứu cho. Cảnh tình thiệt quá đắng đo, nhưng mà chân chánh khỏi lo nạn nghèo. Mong sao qua ải lên đèo, mỗi người được thoát hùm béo khỏi nàng. Để cùng chầu Đức Minh Hoàng, để cùng gặp hội nhà bàn thử nào. Sự tu thì phải gian lao mới được quả cao bớ người. Mặc ai nói cười cười, phần mình cứ giữ cho đời thanh cao. Dẫu rằng bao táp ồ ào, tâm kia bình tĩnh được vào cõi tiên. Khỏi đeo các cuộc trần duyên, không còn luân chuyển ở nơi miền phàm gian. Ơn trên chư Phật giáo tròn, bởi vì thấy chúng mê mang giấc sầu. Sợ cho đến cuộc đau đầu, vì gây tội ác khó hầu tồn sanh. Nên chi đem mối đau lành giảng cho tất cả nhân sanh nghe tường. Nghe rồi đảm bạc rau tương, tu hành hai chữ hiền lương ân cần. Lại làm tròn việc tứ ân, tránh xa thập ác mới gần Phật tiên. Cuộc đời còn lắm đạo điên, sợ e thế giới ngựa nghiêng tan tành. Việt Nam dân quốc rối đoanh, xiết bao khốn khổ giữ lành chịu chung. Nhưng mà đến cuộc hãy hùng hiền, còn giữ mất lẽ trong luật trời. Khuyên ai hãy nhớ tự lời ra, về cùng ráng gìn nơi chân thành. Nhớ rằng tu phải thiệt hành, ăn chay thì phải làm lành mới chay. Niệm Phật thì phải làm ngay, mới là theo kịp với ngài Phật tiên. Xưa kia các đấng thiên liêng, cũng là chịu khổ vô biên đấy rồi. Mới là được có vị ngôi, mới là siêu xuất hơn người trần gian.
Bây giờ thế giới nghinh ngang, dựa vào vật chất mà toan phế trời. Chừng khi tai nạn đến nơi, sức mình đã kiệt mới lời dây gian. Chừng ni thì rất muôn màng, Phật trời đâu cứu bảo tàng bớ dân. Nhủ khuyên đồng đạo xa gần, bởi vì nay cái xác trần chưa yên. Mãi còn đeo cái bệnh phiền, cho nên không thể giảng khuyên được nhiều. Đến đây chỉ có mấy điều, chúc cầu đồng đạo được nhiều phước ở duyên. Lời giảng đến đây đã dứt rồi, đạo đồng lớn nhỏ đừng hay ngồi. Thung dung cất bước ra về nghỉ, kỳ tới sáng nghiêng chớ thà trôi. Tháng 3, ngày rằm, hồi 11 giờ 5 phút tại Tây An Cổ Tự. Thưa quý đồng đạo, lòng tôi lấy làm hoan hỷ và cảm động mà nhận thấy ba kỳ giảng qua rồi, cho đến kỳ giảng này, anh chị em đồng đạo càng lúc càng đến nghe đông đảo. Cái hoan hỷ của tôi là vì tôi tin có một ngày gần đây nền Phật giáo sẽ chấn hưng lại được. Cái cảm động của tôi là vì tôi được thấy giờ phút đen tối này mà lòng tin tưởng sự cố gắng đạo đức của đồng đạo còn nhiều. Thưa quý đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về cái thân ngũ quẩn giả hộp, quá ư dơ bẩn và cam chịu mọi nỗi đau khổ vô tận của con người. Người đời thường cho xác thân là tốt đẹp sạch sẽ, nếu tô điểm chút gọt nước thơm và xà phòng vào thì lại càng tự đắc cho cái tốt đẹp, cái sạch sẽ đó được tăng thêm gấp bội. Thế rồi cứ tha hồ mà vui sướng theo mọi hình ảnh do các thị dục biến hóa ra. Song họ quên rằng cái xác thân nó bọc ngoài một lớp da mịn màng hào nhán, chỉ được tạm gọi là đẹp đẽ, chứ kỳ thực bên trong của nó chứa đầy một bọng to tướng, nào là gan, ruột, phổi, phèo, tim, cật, xương, mỡ, máu, thịt và cất đái vân vân, rất đổi dơ bẩn. Còn bên ngoài của xác thân thì có chín lỗ, như hai lỗ con mắt thì có ghèn cháo, hai lỗ tai thì có cất rái, hai lỗ mũi thì có nước mũi, một cái lỗ miệng thì có đồm đạnh, hai lỗ đại tiểu thì có nước phẩn và nước tiểu. Mỗi ngày nó thường rịn chảy những mùi chất hết sức thúi hôi, không khác gì cái cầu tiêu, cái bọc đồ dơ dáy mà lúc nào con người cũng phải mang đai theo mình một cách nặng nề, bẩn thỉu. Dầu cho bực vua chúa cũng phải như vậy, chứ không tài nào tránh khỏi được. Như thế mà bảo cho xác thân là tốt đẹp, sạch sẽ được ư? Thương ôi! Bởi chúng sanh không nhận được sự dơ bẩn của xác thân, nên phải đem hết cả tâm thần sức lực của mình bổ vào sự đòi hỏi trau chuốt của thân xác thái quá, rốt lại cũng chỉ đeo lấy cho mình mọi nỗi đau khổ.
do lòng ham muốn ích kỷ không được thỏa mãn là cùng. Cái đau khổ của con người có thể kể ra một vài điều trong cả ngàn muôn điều đau khổ như sau, để cho chúng ta xét nghiệm: như hồi còn trong bụng mẹ thì cái thân này chẳng khác nào bị giam cầm trong ngục tối, ngồi chồm hổm trên đồ ăn của mẹ vừa ăn tiêu, đỡ đội đồ ăn của mẹ mới ăn vào. Cái đi đứng nằm ngồi của người mẹ cũng đều dễ khiến cho đứa con phải giật mình khiếp sợ cả. Đến ngày lâm bồn của mẹ, thân đứa con phải trải qua một cơn hoảng hốt rồi mới chen ra khỏi thân mình của người mẹ được. Chẳng khác nào một con tượng lớn mà phải chen qua kẹt đá nhỏ hẹp vậy. Mà thôi đâu, sau đó cái thân đứa trẻ còn phải chịu một hồi tắm rửa của bà hộ sanh gần muốn đứt ruột. Vì da thịt còn non, bị xối nước vào, quá ư đau rát, đó là cái đau khổ thứ nhất. Từ đó, cái thân mới dần dần lớn lên, cả tâm hồn lẫn xác thịt đều bị sự chi phối, sự hấp dẫn của cảnh đời. Nào là phải nỗ lực tranh đấu cho có danh vị lớn lao, có hầu thiếp đẹp đẽ, có nhà cửa đồ sộ, có xe tàu lộng lẫy, có tiền của dồi dào, có đất đai mênh mông, có thế lực mạnh mẽ, có dây kiến đông đảo, và có cả mọi sự thỏa thích của nhục dục, vân vân. Cái muốn này nó khiến cho con người quên mất cái nặng nhọc, cái luồn lụy mà không được như ý nguyện, hoặc được rồi lại mất đi, khiến cho lòng đâm ra phiền não. Đó là cái đau khổ thứ hai. Những người thân yêu của mình bình thường gần gũi quyến luyến như cha mẹ vợ con quyến thuộc chẳng hạn, rủi phải chết mất đi, xa cách đi hoặc bất ngờ mà phải lạc loài, thì khiến cho lòng phải nhớ thương trong ngóng, ăn không ngon, ngủ không yên, tâm não thồi thột bối rối, nước mắt rơi chứa thành sông, mồ hôi đổ như nước xối, kẻ khóc đứng, người than ngồi, thân người trở nên vỏ vàng tiều tụy, có nhiều khi muốn chết theo hoặc đi theo mà không làm sao được, lại có khi phải điên cuồng xé quần xé áo, ca hát nghêu ngao giữa chợ ngoài đường, không còn biết gì là xấu hổ. Đó là cái đau khổ thứ ba. Những kẻ thù ghét nhòm nhũa của mình, lòng mình không muốn gặp gỡ, ưa thích mà trái lại phải gặp gỡ đối phó, hoặc giả vì hoàn cảnh bắt buộc cho mình phải luồn lụy những việc mà ý mình không muốn. Đó là cái đau khổ thứ tư. Các việc ở trong người của mình như sung sướng quá, cực nhọc quá, thương yêu quá, ghét sợ quá, đói quá, ngủ quá, thức quá, mập quá, ốm quá, vân vân. Mất sự thăng bằng trong người trở lại khó chịu. Đó là cái khổ thứ năm. Ngày tháng trôi qua giết mòn cái son trẻ, cái khỏe mạnh của con người đi, để đến một tuổi già thân hình xấu xí, da dùng như vỏ ổi, đầu bạc tở gối xương, mắt thấy không đặng xa, tai nghe không đặng tỏ, gối mỏi lưng cong, đi đứng chậm chạp, nói năng hiểu biết lầm lẫn nhiều điều, mà cũng phải gượng ăn uống, gượng thuốc men để cầu thêm sự sống. Đó là cái khổ thứ sáu. Có thân lẽ phải cam chịu bốn mùa nóng lạnh, hai khí nắng mưa, thì tránh sao cho khỏi cái bệnh. Hơn nữa, thân con người rất dễ gây bệnh. Nếu sau một cơn mưa nắng quá sức cầm cự của xác thân, hoặc ăn uống thức ngủ không giờ giấc, vân vân, cũng có thể sanh bệnh được. Đến khi trong người có bệnh, chẳng luận nặng nhẹ đều thấy khó chịu. Song nếu bệnh nhẹ thì bệnh nhân chỉ lo sơ sài thôi, trái lại bệnh nặng
thì bệnh nhân chợt nhớ đến cái chết mà phải lo lắng chạy chữa đủ phương để cầu lấy cái mệnh. Cái lo chạy này không nhất định vào hạng nào mà hết thảy giàu nghèo, chí đến kẻ dư trăm tuổi cũng vẫn phải lo chạy như đứa nhỏ một tháng. Bệnh nhân đành phải lo sợ cho tính mạng của mình nhiều hơn. Trái lại, các người ở chung quanh bệnh nhân với sự lo sợ ấy cũng không kém. Kẻ nằm trơ thiêm thiếp, người ngồi ngó lom lom, đôi đàn ăn không ngon, ngủ không yên, thầy bà chạy dại, thuốc men lu bù, chỉ cầu cứu cho bệnh nhân được mạnh. Thật không còn cái khổ, cái nghèo nào hơn cái bệnh, đó là cái khổ thứ bảy. Đứng sau cái bệnh là cái chết. Cái chết này nó chẳng hẹn già, nó cũng không hẹn ngày. Nó nhắm lúc nào nó có thể đến được thì đến, chứ không nể sợ một ai cả. Còn chi đau khổ hơn cái chết? Lúc gần chết, nghĩa là trong cơn hấp hối, thì trong người bức ngặt vô cùng. Hơi thở cái ngắn cái dài, chết từ lóng xương, đứt từ đoạn ruột, vì tiếng kêu than của kẻ thân yêu đang đứng xoay quanh. Kẻ sắp chết lòng muốn được sống mà cố gượng lấy hơi thở để được sống mà không sao sống được, thì những sự luyến tiếc thương yêu vợ con nhà cửa danh vị của tiền đó rất là bực tức đau khổ mà ôm theo cái hơi thở cuối cùng. Kế nghe lên tiếng ghê rợn thê thảm ấy là thân nhân của kẻ bất hạnh kêu má kêu cha vân vân, đó là cái đau khổ thứ tám. Bao nhiêu sự nghiệp vĩ đại trong cái khôn ngoan, bao nhiêu cơ đồ vương bá trong cái mạnh bạo, cũng như bao nhiêu cái sinh hoạt đơn giản, cái đời sống thanh đạm của con người bất hạnh ấy đến đây không còn nữa. Nó chỉ lưu lại trong sách sử hay ngoài cửa miệng của người đời những lời bình phẩm tốt xấu mà tỏ ra kính trọng hoặc khinh chê vậy thôi. Thưa đồng đạo, cũng vì bao nhiêu nỗi đau khổ này mà đức thầy của chúng ta đành phải buộc lòng xa cha già mẹ yếu, lìa chị lớn em khờ, đi đó đi đây kêu gọi dạy bảo cho chúng ta sớm biết quay đầu về đường đạo đức. Vì cái đạo đức ấy mới có đủ năng lực cứu thoát chúng ta khỏi được mọi nỗi đau khổ. Tại sao? Vì cái đau khổ này dây do ở cái nghiệp tạo quá khứ và cái nhân duyên đương đời của chúng ta mà có. Song cái nghiệp nhân ấy kỳ thật do cái tà kiến, cái vị ngã nó kết thành, mà kẻ tiêu diệt được nó chính là ta. Gia vị cõi hạ nguyên này chẳng khác nào đợt sương trên ngọn cỏ, chỉ mình treo chuông to, chuông kia sẽ rớt, sương nọ phải tan. Vì không chịu nổi cái sức nặng, cái yến sáng của mặt trời, chỉ mình đó là cái phước mỏng, chuông to nọ là tội dày của chúng sanh. Đợt sương ấy là ác khí của hạ nguyên, yến sáng mặt trời đây là thiên đạo của thượng nguyên vậy. Nhắm vào các nguyên nhân trên đây mà chúng ta tự quyết định cho cái sự tu của chúng ta được đi đến chỗ thành tựu viên mãn, hầu đáp ơn cho đức thầy, cho tổ tiên, cha mẹ, cho cả chúng sanh và cứu cho ta thoát khỏi biển khổ sanh tử. Tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng cái xác thân tứ đại của con người rất là dơ bẩn và cam chịu mọi nỗi đau khổ. Chúng ta không nên quyến luyến nó nhiều, song không được hủy hoại, phải mượn nó làm chiếc thuyền đưa chúng ta qua sông. Vì ngoài cõi ta bà này thuộc về hướng Tây, cách đây chừng 10 muôn ức cõi Phật, có một nước hiệu là Cực Lạc do Đức Phật A-di-đà làm giáo chủ.
sắc thân chúng sanh, nước ấy do bông sen hóa thành, bền chắc như kim cang, không biến hoại, không già bệnh chết chóc. Có lục thông đáng cho chúng ta thác sanh về đó. Không nữa, ngày Thượng Nguyên sắp đến gấp, cái tôn chỉ Phật giáo chúng ta đang sùng bái đây, chính nó là một ngọn đuốc lớn nhất của hiện giờ, có đủ sức sáng đưa dắt chúng ta đến đó. Cõi Thượng Nguyên này như cõi thiên đàng vậy, chúng ta phải hăng hái lên để trao dồi đạo đức chân chánh cho có nhiều đức hạnh, nhờ có đấng bề trên ủng hộ cho chúng ta đến được cõi Thượng Nguyên thiên đàng ấy, vì nó là một phần thưởng vô giá của chúng sanh hiền đức trong kiếp hạ nguyên này. Nhìn nhau mà bắt mũi lòng xa, thầy ta phải bế bồng lấy nhau. Nhìn nhau mà giọt lệ trao trò đây, thầy ở phương nào bất tinh. Nhìn nhau mà bắt đậm tình, thân mình nó ấm thầy mình ra sao. Nhìn nhau đau lại càng đau, xa thầy con trẻ khác nào mù đuôi. Nhìn nhau chi xiết ngậm ngùi, xa thầy bốn đạo rối nồi như tơ. Nhìn nhau lòng luôn ngẩn ngơ, xa thầy bốn đạo như cờ túng con. Nhìn nhau lòng bắt hiếu vôn, xa thầy con trẻ như còn xác trơ. Nhìn nhau đôi mắt muốn mờ, xa thầy bốn đạo như tờ giấy lem. Thầy vậy đâu nỡ ngồi xem, ra tay dịu dắt đi cùng đem một đàn. Thương nhau đâu nại khổ nàng, lấy lời đạo đức dịu dàng réo kêu. Thương nhau nước bọt mây bèo, muốn đem kết lại trôi theo một dòng. Thương nhau như đứa tiểu đồng, lạc tiên trong cảnh vô cùng thảm thế. Thương nhau vẻ mặt làm hề, muốn cười phải khóc, muốn trời phải khen. Thương nhau thời vẫn còn đen, noi gương hạng tính theo đàn quan công. Thương nhau như cá rồng rồng, xa bầy lạc mẹ giữa đồng bơ vơ. Thương nhau như chuối ngoài bờ, gió giông thổi mạnh xác sơ từ tàu. Thương nhau vàng ít nhiều thao, lâu ngày ten đóng sắc màu hết tươi. Thương nhau buổi trước mười người, bây giờ còn lại đâu thời đôi ba. Thương nhau trong cảnh gà nhà, lại đành bối mặt để mà chọi nhau. Thương nhau như cảnh bên tàu, hai phe quốc cầm đánh nhau tới bời.
thương nhau như hạn nắng trời đầm khô cỏ cháy vô hồi thôn vốn. Thương nhau như mẹ lạc con, kẻ trong người đời mỏi mòn con người. Thương nhau khuyên nhủ từ người, từ đây phải ráng vẹn mười nghĩa ân. Thương nhau đạo lý chuyên cần, để mà gặp hội phóng mi thần đặng xem. Thương nhau đoàn tụ chị em, để mà gắn gỗ có đem đường lành. Thương nhau như sợi chỉ mạnh, mà treo chuông lớn nỗi tình heo vốn. Thương nhau muốn được sống còn, phải cần giữ vẹn lòng son một bề. Thương nhau bớt miệng nhúng trề, hãy nên đau xót đem về giúp nhau. Thương nhau đâu quảng gian lao, réo kêu từng chập tiếng gào chẳng ngưng. Muốn nhau rèn đúc tinh thần, cho tròn mười thiện bốn ân của Thầy. Cuộc đời lao ly dây đầy, anh em đồng đạo nhớ Thầy chớ ngưng. Sự tu phải ráng ân cần, con đường diệu viên bước gần tới nơi. Dầu cho lao khổ với đời, tâm kia khá giữ một lời sơn minh. Lúc nào cũng phải tưởng tin, có trời có Phật mà gìn luật răng. Những điều trái việc pháp tăng, phải nên rứt bỏ đạo hằng mới cao. Anh em đồng đạo cùng nhau, hôm nay tàn mặt lời trao tận tường. Phải cần trao trĩa cho thường, nhắm vào hai chữ hiền lương mà làm. Tu cho thấy cảnh trời nam, những người nhập thánh siêu phàm hữu duyên. Tu cho rạng mặt tôi hiền, được gần thanh bể xa duyên mới lành. Tu sao cho được đắc thành, ngày kia mới toại ý mình chân tu. Sự tu thì phải công phu, sớm chiều lại lục khấn cầu chớ quên. Phải cho dây dẻo bí bền, mới là thần nó được lên sen vàng. Sự tu phải giữ ngay đàn, mới là thoát khỏi cuộc nàng mây sao. Trẻ già đồng đạo cùng nhau, đến đây thì ráng sửa trao cho hiền. Ở đây là cảnh chùa chiền Tây An, cố tự di truyền Phật ông. Đến đây thì phải tĩnh lòng, làm sao cho được sạch trong mới là. Sự tu bất luận trẻ già, thành lòng niệm Phật Di Đà được siêu.
Từ đây trong lớp sớm chiều nhớ thầy tướng Phật nâng niu tháng ngày, dầu chưa trăm đắng ngàn cay. Khuyên người hãy ráng miệt mài chớ buông, dương mình để có qua chuông. Ngày kia mới gặp được cái tuồng khải ca, thấy nhau mà ứa ruột ra. Bề ngoài vô số trong đà ít ỏi, làm sao cho rạn cốt nòi, làm sao cho được dễ coi bơ người. Sự tu không phải trò chơi, đây là việc Phật việc trời rất cao. Miệt mài cần mẫn sửa trao, không giờ phút để lãng sao mới thành. Cuộc đời như sợi chỉ mành, không tu ắt phải tan tành thay thi. Phật tiên vì tâm từ bi, xuống đời nào có quản chi khổ sầu. Miệng là khắp cả năm châu, vạn dân đều biết cúi đầu quy y. Đặng cho kịp đến khoa kỳ, lòng qua chiếm bản vậy thì mới vinh. Nay còn rối loạn quân binh, vạn dân phải chịu điêu linh khổ nạn. Tâm người đồng đạo vững vàng, tin rằng tiếng Phật nhãn quan xoay tường. Đức Thầy chân thuận buồm trương, trở về diệu dắt bốn phương vui vầy. Hiện nay trong cảnh chua cay, tớ xa Thầy rất khổ thay cho mình. Muốn lầm kia được hiền lành, ắt trời Phật giúp cho mình thành thơi. Lời khuyên đồng đạo đôi nơi, từ đây cuộc thế giữa vời linh đinh. Phải cần xem bắt đầu tin, để mà tìm thấy được bên mé bờ. Cuộc đời thay đổi ai ngờ, ráng tu được có hứng nhờ bơ dân. Tại sao có Phật có thần, bởi người trung nghĩa hiếu ân vẹn tròn. Muốn sao rồi phận tôi con, giữ đường trong sạch mới còn bơ ai. Khuyên răng hại nhớ miệt mài, đau động già trẻ gây trai phải hành. Cần chiêm nghiệm kiếp phù sanh, là đời tam giả đây mình gắn tu. Tu cho viên ngục mây mù huệ tâm, được phát ngục tù được ra. Bây giờ nhiều quỷ nhiều ma, khuyên người tỉnh minh mới là tránh xong. Phải cần chi sức gia công, tu chưa gặp hội quá lắm mà nhờ. Nay chưa đến bên đến bờ, thuyền kia còn phải vật vờ giữa sông. Ấy là tuồng sắp quá công, rất nên mật nhiệm phàm không biết nào.
Tại sao Nam Bắc Tây Tàu mỗi ngày đánh đập ồn ào gớm ghê? Bởi vì sắp tẩy trần mê, cho nên có cuộc ủ ê như vậy. Nhờ ơn trời Phật đổ rày, cho người được thoát khỏi ngày lao lung. Từ đây đầm đảo rèn lòng ráng, chừa việc ác làm sống việc lành. Sự tu thì phải thực hành, nói làm cho một mới rành sự tu. Đến đây phân biệt đâu đâu, lời tuy văn tắc nghĩa âu đã rành. Xin chào đồng đạo an lành, giảng đây đã dứt lòng mình chưa nguôi. Tháng 4, ngày mùng 1, hồi 10 giờ 50 phút tại Tây An Cổ Tự. Thưa quý đồng đạo, kỳ giảng rồi tôi đã giảng về thân ngũ quẩn chẳng sạch và rất là đau khổ của con người. Đến lượt hôm nay tôi định giảng về cái tâm vô thường và pháp vô ngã của chúng sanh. Cái tâm, nó là một quan năng có sức biến hóa thiên hình vạn trạng, vô lượng vô biên. Và cái tâm, nó có thể như là cái kho tàng vô tận, cả thải sự sự vật vật xưa và nay, của thời gian và không gian, của một người và vô số người, của một vật và cả thải vật, của có phạm vi và không phạm vi, của có hình thức và không hình thức, của có hình ảnh và không hình ảnh, của ở trong người và ngoài người, của rộng lớn như hư không và nhỏ như mũi kim, cho đến việc của đời và của đạo, vân vân. Cái tâm nó đều hàm chứa được tất cả. Bởi thế cho nên cái tâm nó cũng có thể nghiễm nhiên như một vị đế vương, nó cũng có thể trở thành một anh ăn mày vất vả, nó cũng có thể như ông quan thanh liêm, nó cũng có thể trở thành một anh đạo chích tàn ác, nó cũng có thể như kho tàng, và rồi nó cũng có thể biến thành như thùng rác. Mà cái tâm này là cái vọng tâm. Vì cái vọng tâm nên nó có đủ thất tình lục dục. Cái vọng tâm nó hay mừng những cái lợi lộc mà riêng nó chiếm được, và những người thù ghét của nó khi bị thiệt hại hay đau khổ. Cái vọng tâm nó hay giận tất cả người nào chạm đến tự ái và quyền lợi đã có của nó, và nó còn giận luôn cả thải việc gì chính lòng nó muốn mà không được đem lại kết quả như ý. Cái vọng tâm nó hay thương một cách hẹp hòi ích kỷ, nghĩa là nó chỉ hay thương lấy nó và cái gì thuộc về của nó, dầu rằng cái thương ấy không được chính đáng, có hại cho kẻ khác cũng mặc, miễn đem lại thỏa mãn cái thương của nó là đủ. Cái vọng tâm nó hay vui nghe những tiếng nỉ non trầm bổng, vui thấy những cảnh bài trí lả lơi, vui trong vào kẻ mạnh hiếp người yếu, và nó cũng hay vui thấy nó hơn trên được người về phương diện nào, và nó cũng hay vui khi thấy lợi lộc về tay nó được nhiều. Cái vọng tâm nó hay yêu cái giàu sang, cái tước vị, cái tiền của và cái sắc đẹp của nó đã có hay đương có, mà hết sức giữ gìn. Kẻ nào chạm rờ vào việc yêu của nó sẽ là kẻ thù độc nhất của nó vậy. Cái vọng tâm nó hay ghét những ai cao hơn nó, giỏi hơn nó, giàu hơn nó, mạnh hơn nó,
và hưởng được nhiều sung sướng danh dị hơn nó. Những kẻ ấy toàn là những cây đinh trước mắt nó, nó sẽ tìm hết cách để đối phó. Cái vọng tâm, nó hay sợ cho những cái gì đã thuộc về của nó như danh dị, sắc dục, tài lợi, phú quý mất đi, nên nó có đủ cách để bảo thủ cho kỳ được viên mãn. Sở dĩ cái tâm nó phải có nhiều cái mừng giận, thương yêu vui ghét sợ dai do là nó chỉ để bồi dưỡng cho xác thân, nhưng nó quên rằng cái xác thân vốn của đất nước gió lửa hợp thành, đến một ngày kia nó sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết và sẽ tan rã. Những chất đặc như thịt, xương thuộc về đất, nó tan rã theo đất. Những chất lỏng như máu thuộc về nước, nó tan rã theo nước. Những chất hơi như hơi thở thuộc gió, nó tan rã theo gió. Những chất ấm nóng thuộc lửa, nó tan rã theo ánh nóng của mặt trời. Bây giờ thì cái thân đâu còn nữa mà chỉ gọi cho nó đến đây là cùng. Ví bằng có làm một vị đế vương, có hàng trăm cung phi, cả vạn kho lỏng và gấp triệu cây số ngàn đất đai đi nữa, đến khi chết cũng không sao giữ cho cái thân này còn nguyên vẹn được. Hàng trăm cung phi ấy cũng không đem theo được một người nào. Cả vạn kho lỏng đó chẳng hề rờ mó vào tay được một hộp, và gấp triệu cái số ngàn đất đai kia, nó chỉ được dành cho một khoảng nhỏ để chôn cất cái xác thân hôi thối ấy thôi. Kỳ dư những cái khác như cung phi thì để lại cho kẻ khác yêu, kho lỏng thì để lại cho kẻ khác xài, và đất đai thì để cho kẻ khác ở. Mà bao nhiêu việc tội, việc phước đã vì cái thân này mà gây tạo, trong lúc bình tố thì để phần hồn mang chịu. Nếu có phước nhiều thì sanh lên thiên đường, còn có tội thì đọa xuống địa ngục và luân hồi vào các loài trong cõi khổ, mà chịu lấy mọi sự thống khổ để đền lại tội trạng ác nghiệp đã gây ra ở kiếp qua. Té ra những cái danh lợi sắc tài của mỗi đời không tồn tại và rất là mỏng quyển, nó gạt con người phải vì nó mà tội khổ, rồi nó không hề một lời an ủi hay chia sớt. Trái lại, nó càng rà rê ngã ngớn, khiêu gợi lại cái tập quán, cái háo kỳ, cái dị cảm của con người đã có để lọt vào lưới của nó đặng nó giết hại. Ôi, giả dối thay xác thân, tai hại thay cho lòng ô nhiễm của chúng sanh. Thế mà từ cổ chí kim, chẳng biết bao nhiêu người cũng vì cái xác thân mà phải đem hết tài năng, trí lực, nước mắt, mồ hôi của mình ra để mà tranh đấu tất cả cái lợi, cái đẹp, cái danh cho cái thân, xong rồi cũng không đi đến đâu hơn là chỉ đi đến cái chết là hết. Nhưng vậy mà đến bây giờ cái cạm bẫy, cái lầm lạc ấy chưa phải là dứt hay là không có được. Nếu chúng sanh hiện nay không sớm hồi tỉnh mà xa tránh nó, hỡi đồng đạo, xét lại cái thân này là vô thường, vọng tâm này là giả dối, không có cái gì bền bỉ chắc chắn, cũng đủ khiến cho chúng ta nhàm chán cái tư lợi, cái ích kỷ lắm rồi. Huống chi còn được nhớ lời dạy dỗ của Đức Thầy đã cho chúng ta biết rằng cõi đời hạ nguân này, nhân loại sắp đến chỗ tận diệt để lập lại thượng nguân. Mà cái thượng nguân ấy là một nơi để chọn lọc những người lương thiện được sống sót. Trên thì Thánh Chúa, dưới tôi hiền, cả thảy dân gian đồng sống trong khuôn khổ đạo đức trật tự, không còn có những cuộc dối gạt, chém giết, ngang tàn theo thói thường như cõi đời bây giờ nữa.
thế là càng khiến cho chúng ta thêm chán cái huyễn ảo của đời nay mà bước mạnh gần đến cái đạo. Vì cái đạo nó là một cứu cánh tuyệt đối của đời chúng ta. Nếu chúng ta không nhân lúc này, kiếp này để mà tu tỉnh cho đến chỗ giải thoát, thì có bao giờ mà chúng ta được gặp lại cái mai trong muôn mộng ở một lần thứ nhì nữa? Nghĩa là được sanh nhầm cái đời có Phật giáng thế hóa độ chúng sanh, lập đời thượng cổ và mở hội long hoa như ngày nay. Xong, cái sự tu của chúng ta không chỉ ngồi niệm Phật, ăn chay cúng lại một cách không trơn như vậy được, mà là chúng ta phải vừa tu lấy cho mình và đồng thời phải đem hết việc làm, lời nói sáng suốt của mình thuộc trong phạm vi đạo đức chân chánh ra mà giúp đỡ cho kẻ khác nữa mới được. Vì rằng cái chủ nghĩa từ bi bác ái, tự giác giác tha của Đức Phật đã dạy là phải được đem ra phổ cập rộng cùng khắp cả chúng sanh trên thế giới, mà hiện giờ chúng ta chưa có thể trong nhất thời mà tiến đến một địa hạt quảng đại quá hơn trình độ và sức cảm chịu của chúng ta được. Vậy chúng ta phải tuần tự từ chỗ hẹp mà tiến lần đến chỗ rộng, nghĩa là phải gieo rải cái đạo đức, cái từ thiện từ một cái nhân của chúng ta đến toàn người trong gia đình của chúng ta, đến người quanh vùng của chúng ta, và từ đó dần dần đi đến một xã hội, một quốc gia, cả nhân loại và khắp hết chúng sanh. Có được như thế mới làm cho con người của chúng ta trở nên một người có ích của thiên hạ, không sự tội lỗi, được nhiều công lợi phước đức, và mới không phụ cái giáo lý cao siêu của Đức Phật đã lưu truyền hơn 2500 năm nay, và cũng làm cho Đức Thầy của chúng ta được hài lòng. Và con người chúng ta đã được có những hành động chân chánh, phước đức như trên, thì chẳng khác nào chúng ta đã có một con thuyền vững chắc, có đủ sức đưa chở cho chúng ta từ bên này sông Hạ Nguyên sang được bên kia bờ thượng cổ hay giải thoát. Hơn nữa, chúng ta phải nhờ cái thuyền phước đức ấy mới có thể cứu vớt cửu quyền thất tổ cha mẹ họ hàng của chúng ta và bao nhiêu người khác đầm thoát khổ như chúng ta được. Thương những loài trong cơn đồ thoáng, thảm đồng bào lắm canh gạo châu. Phận sĩ hiền cần phải lo âu, thân tráng sĩ hãy toan dùng dây. Làm những việc mọi người nhờ cây, tạo các phương đất nước vững vàng. Bởi chúng sanh sắp đến điều tàn, nên tiếng Phật lắm lời kêu gọi. Sợ cho kẻ vội quên dòng dõi, hé nỗi người xa mất đạo lành. Chỉ có tu mà chẳng có hành, miệng niệm Phật lòng không tưởng Phật. Khuyên nhủ kẻ tận tưởng lời thật, mong mỗi người nghe rõ mà làm. Cõi hồng trần khuyên chớ có ham, đường tiên Phật hãy nên lay đau. Đã được ở trong nền Phật giáo, phải gìn tròn mối đạo Thích Ca. Nếu sự tu gác bỏ lòng ta, thời sau ắt sang qua cõi Phật.
Bởi nhân loại lắm người giàu hoặc nên gây ra nhiều việc hãy hùng. Từ kẻ này nước nọ lung tung, đến kẻ trí người ngu rối khổ. Nay Nam Việt Phật tiên giảng độ, giống lạc hầm hăng hãy tu hành. Đến ngày kia mới đặng tồn sanh, sao khỏi chịu những điều tai khổ. Rất mong mỏi cho nhau tỉnh ngộ, nhưng ít người được biết rèn lòng. Chỉ cạnh tranh theo việc tiền đồng, ít trao trìa tâm lòng chân thật. Nên kêu gọi cho nhau tỉnh thức, từ thi bài cho đến giảng lời, mong cho nhau được biết cơ trời. Hầu xử lấy cuộc đời chân chánh, nếu chẳng sớm nghe lời Phật thánh, để muộn màng tu tỉnh không rồi. Hỡi đạo đồng đồng đạo hỡi ôi, này dân chúng chúng dân nên liều. Cả thế giới nhục thân nặng triều, chúng non bồng ngọc cốt nhẹ nhàng. Lại còn thêm được sông vững vàng, không còn chiếu rải tan mai hiệp. Nay đây cũng có cơ tu kịp, vậy mỗi người hãy ráng sửa mình. Kéo ngày kia sắc lĩnh ngọc đình, sai thiên tướng răng trần thêm khổ. Nay khuyên nhủ chỉ vì cứu độ, cho người sau này được sống còn, để xứng mình là phận tôi con. Thêm vẹn vẻ trong hàng Phật tử, hỡi đồng đạo đây là phận sự của một người trao lấy đạo trường. Hợp cùng nhau phân biển chính đường, mong mọi kẻ ghi lời hữu lý. Sự tu phải diệt lầm ích kỳ, điều thiện nên dẹp bỏ cá nhân. Phải tập rèn lòng được đại ân, nên khuyên luyện cho thân hoàng ai. Sự tu nhớ đi theo việc phải, điều thật cần nên lấy chữ tin. Nhớ rằng cớ nhân quả rất linh, điều tu tình tháng ngày gìn giữ. Ai có đến Tây An cổ tử, cũng lấy làm lạ mắt mọi điều. Sự phượng thờ hai cách biểu nêu, đều có chỗ vô vi quyền bi. Mong ai có để lòng suy nghĩ, nhắc người không quên chữ trần điều. Tuy vật khinh mà giá cao siêu, hãy thành kinh chớ lời khinh bồi. Đến ngày kia cuộc trần thay đổi,
có xiết bao tà thuật gieo vào. Người tu hành đạo quả thâm cao, nhờ tiên Phật hộ trì an dừng, tham cho kẻ đặng trao bốn phần. Mãi xua mình theo việc giải tà, đến ngày kia hồn phách ra ma, còn thân xác tiêu tan cho bụi. Trên đức Phật phép màu những gọi, dưới chúng sanh đều phải cúi đầu, giữ vẹn lòng được gặp mưa ngâu. Bền chi sẽ gần nơi đạo lý, đây khuyên nhủ phải nên nhắc kỳ. Lời giáo truyền cần nhớ tu thân, đến ngày kia gặp hội phong thần, sẽ được biết những điều màu nhiệm. Sự tu tình nơi tâm phải kiếm, điều hiền lương ở chí nên làm. Đến chừng nào lòng chẳng còn phàm, ngày đó mới trở về tiên cảnh. Nay dân chúng mãi còn tranh cạnh, thời trần gian chưa hết nâu nùng, phải tu chân đến lúc toàn trung. Cần hành thiện chừng khi trọn nghĩa, một khi đã sự lành vén vẻ, thời ngàn muôn kiếp được thanh nhàn. Hỡi trần gian này, hỡi trần gian, ở dân chúng này trong dân chúng, việc đạo lý biết sao là phùng, điều nhiễm màu bài tỏ không cùng. Mong mọi người soi rạch tâm trung, để được biết mọi điều sâu sắc. Phật tiên thanh đáy lòng trong vắt, thương hồng trần bụng giả độc nhớ, đem việc mình khám rõ quyền cơ. Chỉ giải thế lần đường theo dõi, hỡi đồng đáo cuốc cờ chống chọi, đến chừng nào toàn thắng được bàn, mới hiểu rằng nơi cõi Tây Phan, vị tiên Phật xuống trần đã diệu. Nay dân chúng phải cần thông hiểu, hỡi trần gian nên gắn liễu lường, tu để cho đến cõi thượng quân, cùng chầu đức minh vương mới toại. Dân không chùa như thuyền không lai, trò lát thầy như tối chẳng đèn. Lửa cháy nhà không nước rối bên, bụng đói rượu không cơm thế thàm. Đem tri lực phá màn hắc ám, dùng đức màu hay quả thông thô. Cuộc đời này khác thể ngâu cò, trần gian đây như cờ sắp bi. Nay mùng một tháng tư năm Tỵ, khuyên cùng nhau răng sức tu hành, nghe giảng thời thứ nhất làm thinh. Sau cây đó để tâm ghi nhớ.
nhớ cho kỹ để rồi trao sửa, sửa cho mình đều được chánh chân. Đến ngày kia mới được tồn thân, hầu dưới bệ nghe lời Phật thuyết. Nay cuộc thế như trời soi tuyết, cảnh hải hùng trước mắt rất gần, nỗi buồn cho khắp cả vạn dân. Theo vật chất xa lần đạo ly, xưa khương tử nghèo nàn thậm chí lòng vẫn chờ. Đến lúc phò châu ai bao đành chờ đợi chưa lâu, nay vội nỡ quên lần tu niệm, trễ viết đạo sau này khó kiếm. Đợi cơn nguy giấy Phật muộn rồi, hiện bây giờ dân chúng hỡi ôi, cần xét nghĩ cuộc đời tám già. Từ tâm phải trao dồi đáo ca, chính phần mình mài miết sự hiền. Cái chữ tu phải được cần chuyên, từ ngày một đến hàng năm tháng. Cả việc làm phải đều cân đoán, lẽ chánh chơn cương quyết thực hành. Sự dạy tà khuyên chớ lưu tình, điều phải nghĩa nên cần sốt sắng. Đến giờ chốt đức thầy gặp đằng ấy, toại nguyện cho cả đảo đồng. Hiện bây giờ thuyền nó giữa dòng, sự lui tới nhiều điều khó nghĩ. Mong tất cả đảo đồng bền chi, ước thay người hãy gắng phân minh. Giờ phút này đạo lý còn tin, người ấy cũng được phần lương thiện. Có lắm kẻ bác bài sai nghiền, cũng nhiều người chè rượu xinh xoan. Miệng độc cớ độc giảng nghe gian, lòng chưa dự chưa hung vô lượng. Những kẻ ấy khó mong chung hường, cùng Phật tiên trong cuộc lập đời. Đạo đồng ơi kìa đạo đồng ơi, lời giảng dạy hãy ghi vào da. Khuyên nhủ đó chỉ vì đạo cả, nhắc nhở đây tại việc phải làm. Làm cho đời rõ thánh hay phàm, mà nói những việc của tiên hoặc tục. Tu không phải để tâm hì hục, làm chớ nên theo đuổi giải tà. Nên nhớ rằng đây cõi ta bà, muôn việc khổ xảy ra khốn kề. Sự giảng dạy chỉ do lời thề, điều biện phân ở tại sự nguyện. Nguyện cứu đời thoát khỏi phạm duyên, thề độ chúng xa miền tục lụy. Nên mới có nêu tên thanh sĩ, cũng gọi ra những tiếng lương hiền. Nhắc chỗ này chỗ nọ liên miên, kêu từ nhóm từ chồng không xiết. Những chọn lọc những người hiểu biết, thật xem ra thì quá ít
ôi, mong làm sao cho rặt con nòi hầu nêu rõ khí hùng Nam Quốc, sao đạo Phật bủa tràn qua đất, khắp quần xanh nhuần gội giấy đầy, hiện bây giờ trắng nọ bị mây, nên ba tân có mọi lợt lạc, hỡi đầm đảo đây lời chân thật, mong cùng nhau chớ có hiểu lầm, sĩ thanh này nói lấy từ tâm, nên phải gắn khuyên người tu niệm. Sợ kẻ viết trần gian quá ghiền, e người đem tục lụy đeo vào, thế cho nên đây mới kêu gào, lòng mổ đảo đó mau xét lấy, vàng chỉ yếu ở lời phải quấy, kinh không nài điệu giọng dở hay, hỡi đạo đầm cần sửa lòng ngay, sao mới được hưởng điệu nhàn hà, cảnh tình này thật đạo quái lạ, tu hú kia gửi quả dình con, nỗi niềm riêng thật rất héo vôn, tình chung nghĩ lắm điều thông thiết, cớ tạo quá nhiễm màu khó biết, lẽ xoay dần kinh đau khôn tường, đồng đau ơi viết thiện ráng nương, chữ môn hời lời ngay nên nhớ, tuy nay phải thầy cam xa tờ, có ngày kia tần sở tương phùng, mấy là khi Nam Bắc khốn cùng, vô phương giải cầu trời cứu độ, nay những kẻ có tâm giác ngộ, thời tìm làm những việc lợi đời, dầu cho mình khốn khổ lắm nơi, chẳng vì đó không tìm sự phai. Người đến đây nghe rồi nhớ lấy, để thiệt hành sau sẽ lợi mình, sự tu thời phải có đức tin, dầu lao lý chứ lầm sao xiên, mong nhau được tâm hồn tinh tiến, ước có ngày trên dưới thuận hòa, để tượng trưng tôn chỉ Thích Ca, hầu làm rõ danh từ Phật giáo, lời khuyên nhủ khắp trong đồng đau, tiếng kêu gào tất cả chữ hiền, nên nhớ rằng sự khổ chưa yên, cần ghi lấy cõi phàm rất già, nay đây cả muôn màu rượm ra, đến phút kia trắng sắc sơ rơ, ngài biến thiên đâu chung gật gờ, khi tiêu diệt quan cầu rúng đồng, lời khuyên nhủ người nên để bụng, rồi ngày kia khỏi việc trách than, cuộc đời này thật lắm mong màng, đạo lý đó là phương cứu cánh, lời giảng giải chung quy chữ tình, sự khuyên răng tôm tắt điều lành,
Nếu được rồi đạo quả sẽ thanh, bằng không trọn tu hành luống uổng. Đây khuyên nhủ mặt người ghét chuồng, chỗ nói ra tùy kẻ thích không. Lời thánh hiền tự lập nơi lòng, đem phổ biến cho người được sửa. Nhận trong khoảng đau binh khói lừa, thừa những cơn tai ách khốn nàng. Gọi tự tâm khắp cả thế gian, khêu đuốc huệ kêu cùng thiên hà. Người biết đạo nghe rồi để già, kẻ theo đời cho đó là thường. Lời khuyên răng đây chỉ lòng thương, hỡi đồng đạo chớ đem giả ghét. Gọi cho nhau khác nào lửa thét, để ngày kia cho được thiết vàng. Có những lời đạo lý biển bàn, không ý nhủy thì người bỏ gác. Chỉ yếu chỗ mong người giải thoát, nhắm vào nơi gọi kẻ tu hiền. Hiện bây giờ sai bạc sai tiền, sao phải chịu trách trời trách đất. Tu thời phải rèn lòng chân thật, hành nên in não ốc hiền từ. Ai để lòng cho được như thời sau sẽ hưởng phần choi choi. Đây khuyên đó tâm hồi rắn rồi, lời nhắc kia trí lực bí bền. Lời khuyên nhau chẳng phải lời rên, tiên nhắc nhở không hề quyến rũ. Đây tóm tắt khuyên người tự chủ, đừng để cho vật chất khiến mình. Có đôi lời đồng đạo hãy tin, và nên nhớ thiệt hành cho đúng. Vàng với kể tùy thời mà dùng, đạo với đời theo thuở mà bài. Đến hạ quân Phật giáng trần ai, đem tiếng vàng gọi là kết cuộc. Phải gấp rút trao làm việc phước, nên cần âu luyện tấn thương người. Đến nghe đây giữ vẹn từng lời, để nhớ đó trở về tinh tấn. Lời khuyên nhủ mong nhau giữ phần, giảng đến đây lời đã dứt rồi. Lời giảng đến đây đã dứt xong. Xin ai ghi lấy ở nơi lòng, ra về gắn chí làm cho tròn. Kỳ tới sáng nghe được số đông.